Sau khi đăng quang, Khoa cùng ban tổ chức Miss Pool International thực hiện dự án nhân ái tại quê nhà Tuki. Dự án mang tên Peaceful House, những ngôi nhà bình yên. Miss Pool International là một cuộc thi nâng cao tấm lòng nhân ái và tri thức. Sang năm sau, tất cả các thí sinh tham gia phải thực hiện dự án nhân ái của mình. Vì thế tôi quyết định thực hiện dự án này. Ngoài nâng cao giá trị nhân đạo của cuộc thi và lòng nhân ái của tân hoa hậu, còn là một dấu chân đi trước cho những hoa hậu mai sau từ cuộc thi, sẽ nối tiếp theo chân tôi trở thành một hoa hậu có ích cho người, cho đời. Hiện nay vẫn có rất nhiều người vô gia cư, mang trong mình ước mơ có một ngôi nhà cho riêng mình. Cảm nhận được sự mãnh liệt từ ước mơ của mọi người, tôi quyết định lập tức thực hiện dự án này. Trong chuyến đi, Khoa đã cùng đoàn hỗ trợ 18 hộ dân, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà cửa. Cùng với đó là 100 triệu đồng để sửa chữa trường tiểu học tại địa phương. Tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng.